trình nghệ thuật hòa chung tiếng hát gắn kết yêu thương. Dở, các bạn sẽ cười chê con. Con về đó, mẹ đi về đi. Risa, tại sao suốt ngày con cứ cãi lời mẹ vậy? Risa, Risa, con đứng lại cho mẹ. Risa, mẹ đi theo con hoài à, mẹ phiền quá à. Risa, con nghe lời mẹ đi, con đừng có cãi lời mẹ nữa mà. Tại sao càng ngày con trở nên hư hỏng vậy? Mẹ phiền quá à, mẹ suốt ngày la con hoài. Con ghét mẹ, con không muốn nhìn thấy mẹ nữa. Risa, Risa, con có bị làm sao không? Ước muốn của ngươi sẽ thành hiện thực ngay bây giờ. Mẹ được sống.
Rừng sâu là của ta, có cây là của ta, muôn thú là của ta, tất cả là của ta. Đừng ai vào rừng sâu, vào đây là lạc nhau. Rừng sâu đầy cọp gấu, không có đường về đâu. Tại sao chó lại đi cắn chủ? Tại sao chủ cứ đạp đuôi chó hoài vậy? Cho tao xin lỗi đi. Không có chi. U à, lui, lui, khoan. Tất cả lui đi, ngươi ở lại. Cái gì vậy? Hả? Thần ơi. Sao? Sao một hồi lui một chút? Sao? Con đã đánh hơi được mùi của người lạ ơi. Mùi của người lạ ơi à? Vậy? Ở đâu? Ở đây. Giỏi lắm cho ghẻ. Lại biểu, tại sao dám nói thần rừng thấy ghê? Ta là thần rừng, ghê là ghê làm sao? Nói mau, ngươi là ai, đến đây có chuyện gì? Dạ con biết. Ai? Theo như cái hình dáng này, ừ, thú rừng muôn thú của chúng ta nói đây chính là con người à. Mà nó nhỏ xíu, vậy là con nít. Đúng. Nó tóc dài, vậy là con nít gái. Nè con nít gái, ngươi đến đây có chuyện gì? Dạ con đi tìm mẹ của con. Sao? Đến đây tìm mẹ của ngươi à? Dạ. Mẹ của ngươi như thế nào? Dạ mẹ của con bị ông thần lửa bắt rồi. Quái lạ, thần lửa ở hướng đông, còn ta ở hướng tây. Tới đây chi vậy bà nít gái? Dạ con không biết nữa, con bị lạc rồi. Ông ơi, ông chỉ sao? Giúp con đường ra đi, để con đi tìm mẹ. Ngươi muốn ta chỉ cho ngươi đường ra? Được, nhưng ngươi phải để lại đây một thứ. Dạ là thứ gì? Đó chính là đôi... Đôi dép. Hả? Cởi dép ra bà đứt trái, cởi dép ra. Cởi. Khoan xí, cho tao hỏi thăm cái mình lấy dép nó làm chi? Mày thấy thần mang chân không? Mày điên hả? Đây là rễ cây của con đó ba. Con xin lỗi thần, con sao? Ta không phải muốn lấy đôi dép. Chứ đôi gì? Đôi... mắt. Đôi mắt của con. Đúng. Bởi vì quy luật ngàn năm của rừng sâu, hễ ai bước vào đều không được quyền bước ra. Ngươi phải để lại đây đôi mắt của mình. Sao? Được không? Thần ơi, thần lấy đôi mắt của đứa bé, làm sao đứa bé đi tìm mẹ được hả thần? Nếu như vậy thì nghỉ khỏe đi, ở đây luôn đi. Thần ơi thần. Sao? Thần lấy gì mà ác nhân vậy? Lấy thì lấy một con thôi, chờ một con cho nó tìm mẹ. Thần không nghe người ta nói sao? Sao? Còn hai con mắt khóc cười một con, còn hai con mắt một con khóc cười. Vậy thần lấy con mắt khóc hay con mắt cười? Con lấy hai con mắt luôn đó bà. Lấy hai con mắt đó nghe. Đúng chưa? Là hai con mắt. Con không chịu. Đúng rồi, chạy đi, chạy đi. Đây là khu rừng của ta, có chạy cũng không thoát khỏi đâu. Trời ơi, chạy đi, chạy ngay đi, chứ hay một chuyện tồi tệ hơn. Bạn ơi, mình làm một chuyện tồi tệ hơn rồi. Sao cô bé? Ngươi không có quyền từ chối.
Lisa, chúng ta lạc đường rồi. Nhưng rất may mắn, chúng ta đã tìm được bà Tiên. Chúng ta sẽ nhờ bà Tiên giúp đỡ mình ra khỏi đây. Đợi mình chút nha. Hết hồn hả? Dạ, con chào bà Tiên. Ta không phải là Tiên, ta là thần. Thần gió. Thần gió. Trời ơi, thần ơi, hay quá. Có thần ở đây, thần có thể giúp đỡ con là chó ghẻ cùng với bạn Risa đi lên ngọn núi lửa kia tìm gặp thần lửa để cứu mẹ được không hả thần? Người là chó mà còn bị ghẻ. Trời, cũng đau khổ lắm, đừng có nhắc lại nữa. Mà muốn lên núi lửa là bị cháy lông đó nha. Dạ không sao, chỉ cần tìm được mẹ của bạn Risa, con bằng lòng. Cái ngọn núi lửa đó thì chỉ có ngọn gió thần của ta mới đưa mọi người lên được thôi. Dạ. Người thường là không có lên được. Vậy thần giúp con đi thần. Nhưng mà bổn thấy ta bận múa hả? Ta đâu có rảnh. Bạn ơi bạn, bà thần gió, bà đẹp mà bà khó lắm, bà không chịu giúp mình. Thôi để mình. Được không vậy? Kìa, bạn bên đây nè. Đó. Dạ con chào bà. Bà ơi, bà giúp con đi tìm mẹ được không bà? Thì ra đây là Risa đó sao? Có phải Risa có giọng hát hay thật hay không? Dạ. Nhưng mà ta cũng nghe nói là ngươi là một cô bé rất kiêu căng và không nghe lời mẹ. Vậy thì cớ làm sao mà phải giúp ngươi? Ta đâu có rảnh. Bà ơi, bà giúp con đi bà. Bà ơi, bà giúp con đi. Bà ơi. Bà ơi, bà giúp Risa đi bà. Risa hối hận rồi bà ơi. Bà giúp Risa đi bà. Hối hận à? Thôi cũng được ha. Ta sẽ giúp, nhưng mà với một điều kiện. Đó chính là ngươi phải để lại đây một thứ. Hả? Trời đất ơi, để đây một thứ à? Cái ta cần đó chính là giọng hát của ngươi. Risa, giọng hát của bạn đó có nghĩa là khi lấy đi bạn sẽ không nói được nữa. Thôi không được. Cái gì vậy? Bà thần gió, bà thần gió, bà thương hai đứa con đi bà thần gió. Bà lấy tiếng nói của cô bé, làm sao cô bé nói khi nói chuyện với mẹ được hả bà thần gió? Thôi bà đừng lấy tiếng nói của cô bé nữa, bà lấy tiếng sủa của con đi. Đâu, người sủa cho ta coi coi. À hú. Thấy ghê ai thèm. Xê ra. Ăn ăn. Đưa con bé lên đây. Trời ơi, đừng, đừng mà. Bà thần gió, bà thần gió, con lại bà. Bà đừng làm hại Risa bà. Này Risa, ta hỏi ngươi một lần nữa, nếu như ngươi muốn nhận được sự giúp đỡ của ta thì ngươi phải đánh đổi cho ta giọng hát của ngươi. Ngươi có đồng ý không? Không được đâu bà ơi. Đúng rồi, không được đâu bà ơi. Vậy thì ngươi sẽ không bao giờ gặp lại mẹ của ngươi. Risa, đừng mà. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Dạ, con đồng ý. Được lắm. Mãi bay về.
hình như mình đã tới được hướng đông, ngọn núi lửa của thần lửa. Để mình cho xin thần lửa cứu mẹ bạn ra nha. Đứng đây đợi mình. Dạ, con chào thần lửa. Con là chó ghẻ. Còn đây là bạn Risa. Con với bạn Risa lên đây gặp thần để tìm mẹ. Người tới rồi à? Còn bé ngủ ngược kia. Dạ thần ơi, cô bé đã hết ngủ ngược. Cô bé đã biết ăn năn hối cải. Cô bé đã mất đi đôi mắt. Nhờ giọng nói của mình đã đi tìm mẹ đó thần. Thần ơi, xin thần hãy thả mẹ của bé ra đi thần. Thần ta thui ngươi bây giờ. Trời ơi, thần ơi, đừng thui con. Đừng ăn thịt chó. Chó là bạn tốt của con người. Người đi đâu đó con bé kia? Trời ơi, Risa, đi đâu vậy? Lỡ lọt xuống miệng núi lửa thì sao? Đi vô xin thần lửa đi. Xin thần lửa đi. Gặp mẹ đúng không? Được, lôi bà ta ra đây. Risa, mẹ bạn được thả ra rồi kìa. Mẹ bạn bên kia kìa. Đi. Risa. Có sao không? Risa, mắt của con làm sao vậy? Risa. Risa, tại sao con lại không nói được? Risa, ai đã làm con bị như vậy? Là ai? Là ta đó. Chính ta đã sai thần gió và thần rừng lấy đi đôi mắt và tiếng nói của nó. Tại sao ông lại đối xử với con ta như vậy? Cho nó đôi mắt để làm gì? Khi mà nó không nhìn thấy được ai yêu thương nó. Cho nó tiếng nói để làm gì? Khi mà nó không biết nói những lời lễ phép, mà chỉ biết nói những điều làm tổn thương người khác. Ta rất ghét những đứa trẻ hư, và ta phải trừng phạt chúng. Đừng! Là tôi sai. Tôi là mẹ. Tôi sinh ra nó mà tôi không dạy dỗ nó nên người tử tế. Tôi là mẹ mà tôi nuông chiều nó để nó trở thành một đứa trẻ hư. Là tôi xin ông hãy chốt hết những cơn giận của ông lên người tôi, mà hãy trả lại đôi mắt và tiếng nói cho con gái tôi. Tôi cầu xin ông. Được, ta chấp thuận lời khẩn cầu của người. Ta sẽ trả lại đôi mắt và tiếng nói cho nó. Nhưng ngươi là mẹ, ngươi sinh ra nó mà ngươi không biết dạy nó. Ngươi chỉ khen ngợi nó, nuông chiều nó. Nó trở thành đứa trẻ hư là tại ngươi. Ta phải trừng phạt ngươi. Hãy tin mình nữa. Hãy trừng phạt người phụ nữ này cho ta. Mẹ ơi!
mà ta và các vị thần muốn dạy dỗ cho con. Con hãy nhớ lấy và đừng bao giờ tái phạm. Gia đình là nơi chúng ta được chia sẻ, được thương yêu. Hãy nhớ lấy điều này. Quý gia đình, kính yêu mẹ cha, đừng để mất đi rồi thì mới nhận ra. Lòng đã nói ra không thể nào phai. Hãy biết quý gia đình, kính yêu mẹ cha, đừng để mất đi rồi thì mới nhận ra. Thời gian đã qua rồi, chẳng ai có thể trở lại. Những lời buồn lòng đã nói ra không thể.